Kính chào quý cô chú anh chị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Gốm Nhật Đẹp Lạ. Hôm nay em lại xin giao lưu các bác một số mã hàng rất là đẹp bên shop em nha. Thì đầu tiên mã 1D của ngày hôm nay em giao lưu các bác một bộ set trà hoặc là cà phê, hàng vẽ cảnh Nam, vẽ cảnh châu Âu nha các bác. Vẽ cảnh cối xay gió này, xung quanh vẽ cây cò, cây cối, nhà cửa và vẽ thuyền, sóng nước vô cùng là đẹp luôn nha. Trên đĩa cũng vẽ cùng họa tiết luôn và viền vàng còn rất là mới á, triện đáy như các bác, dáng set ly rất là đẹp luôn, sang trọng nha. Với những set này các bác có thể làm set cà phê là ghép với cả một chiếc ấm lam để mình làm set trà cũng được ạ. Kích thước là tách là 9 ạ và chiều cao là 6.5 và kích thước đĩa lót size là 15 nha các bác, vô cùng là đẹp đẳng cấp luôn ạ. Mã là 1D em xin giao lưu các bác, giá là 150.000 một set nha. Em có bộ này thì em có được 4 set. Các bác thích chốt thì mã chốt cho em theo số điện thoại Zalo 0346774189 ạ. Em sẽ ưu tiên các bác chốt cả bộ luôn nha. Mã là 1D ạ. Mã 2D em có một bộ này là bộ bình rót và ly của châu Âu nha các bác. Triện là triện ẩn ạ. Họa tiết hoa văn được vẽ như nổi, được khắc nổi những cái hoa văn tạo sóng như này. Trên này là những cái tông màu chảy, men chảy rất là đẹp nha các bác. Ly này với những cái bộ này thì các bác có thể làm bộ để uống bia này, uống nước hay là mình làm uống trà, uống sữa đều được hết ạ. Đây, cái ly, hoặc là cái ca rất là to nha các bác. Vô cùng đẹp luôn nha. Đấy, rất là mới. Và 4 chiếc ly như này dùng cho gia đình nha. Thì với những chiếc ly này kích thước là 7 ạ, và chiều cao của nó là 9.2. Chiếc bình này kích thước là 9 miệng và chiều cao của nó là 20cm thì các bác. Mã là 2D thì bộ này em xin giao lưu các bác, giá là 890.000 cho bộ này nhá. Mã là 2D, các bác thích thì chốt cho em theo số điện thoại Zalo 0346774189. Mã 2D ạ. Mã 3D thì em có một bộ ngũ sắc, đĩa ngũ sắc nhạc màu đỏ, vẽ hoa trà, ở chính giữa nó vẽ bướm và hoa diên vĩ nhạc, đẹp vô cùng luôn. Đấy, với bộ này các bác có thể làm đĩa để đựng đồ ăn, hay đĩa bánh, hay là đĩa lót của những chiếc ly nhạc, sẽ rất là đẹp. Tông màu sắc nhã nhặn sang trọng và màu đỏ may mắn, chuyện cũng là chuyện đỏ luôn ạ. Thì kích thước đĩa size là 13.5 nha các bác, em có 5 chiếc ạ, 5 chiếc nha các bác. Mã là 3D, em xin giao lưu các bác giá là 70.000 một chiếc này. Các bác thích thì chốt cho em mã là 3D theo số điện thoại Zalo 0346 77189 ạ. Mã 4D ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một bộ trà từ xa mini như các bác, vô cùng đẹp luôn. Bộ này thì có một cái tô để đựng bộ trà nha, kèm theo là một chiếc ấm, một chiếc ấm. Ấm này thì dung tích ra khoảng tầm 100ml được các bác ạ, có triện đáy nhá. Đấy, lọc của nó lọc lỗ hoa mai, rất là xinh luôn ạ. Kích thước của nó size là 5 ạ, và chiều cao của nó là 5 luôn nha các bác. Rất là xinh. Em nghĩ là một chiếc ấm này thì rót được khoảng tầm rơi vào khoảng tầm 3 cho đến gần 4 chén này thôi các bác. Nhưng mà rất là hay và rất là xinh ạ. Thì nó giống như là mình thưởng trà các bác, và 4 chiếc chén như này, kích thước là 5 và chiều cao là 3.5 nhá. Và cái tô này kích thước của nó là size là 15.5 và chiều cao là 5 ạ. Các bác có thể sử dụng để làm tô trắng trà luôn cũng được ạ. Đấy, cực kỳ là hay và cực kỳ là xinh nhá. Những chưa bác thích từ xa mà màu đất nung như thế này rất là đẹp. Đấy, dày lắm ạ, có triện đáy luôn. Thì bộ này là mã là 4D, em xin giao lưu các bác bộ này giá là 680.000. Mã là 4D. Bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346 77189 ạ. Mã 4D nha các bác. Đấy. 8 nha. Mã 5. Mã bao nhiêu này? Mã 5D ngày hôm nay em có bộ này gồm có 5 set trà hoa nha các bác. 5 set trà hoa với những bác yêu thích tông nhẹ nhàng, sang trọng mà kiểu đơn giản nhưng mà đẹp ấy. Màu sắc hoa văn rất là nhã nhặn nhạ, màu trắng hồng pha chút xanh tím, vẽ hoa rất là đơn giản nhưng mà cực đẹp nhạ. Hàng xứ xương của cây tô ạ, triện của nó là triện vuông miệng nha các bác, viền vàng còn rất là mới luôn. Thì một set này kích thước đĩa là
À, kích thước tách là 8 miệng và chiều cao là 6.5 nha quá. Đĩa lót của nó kích thước là 14.5 ạ. Thì bộ này em có 4 set, mã là 5D, em xin giao lên quá, giá là 120.000 một set nha. Em sẽ ưu tiên các bác lấy cả 4 set. Còn không các bác thích thì các bác xin tầm 1 set lẻ hoặc là 2 set lẻ cũng được. Đấy, mã là 5D ạ. Nhất là phần B là ok cho mẹ. Mã 6D ngày hôm nay em xin giao lưu với bác một bộ hũ. Bộ này thì hàng của châu Âu và em có được 5 chiếc hũ nhỏ. 5 chiếc hũ nhỏ, nói là nhỏ nhưng mà nó thực ra là nó cũng không nhỏ, quá nhỏ đâu quá. Nó cũng lớn ấy. Bộ này thì 5 chiếc hũ. Thì với mỗi một chiếc hũ thì nó sẽ ghi một cái từ ở đây, ghi các cái loại gia vị các bác, chẳng hạn như là đường này, muối này, hạt nêm này, hay là đây. Với mỗi một từ thì nó sẽ ghi một từ, một cái từ ở trên này. Đây ạ. Đấy, rất đẹp nha. Vẽ họa tiết hoa văn lam rất là đơn giản nhưng mà cực kỳ là đẹp. Trên nắp thì nó có cái răng, cái miếng mút để đây, cái miếng này để cho mình giữ khít cái nọ ấy các bác. Bên trong còn rất đẹp và mới. Các bác có thể mua cả bộ để về mình đựng gia vị hay là đựng mắm muối mì chính gì đấy. Thì còn nào cái hũ to này nữa, đây là cái hũ đại nhá. Đấy. Trên nắp cũng vẽ cùng họa tiết hoa văn luôn, có hai quai như này rất là tiện cho các bác sử dụng nhá. Thì bộ này em sẽ ưu tiên các bác lấy cả bộ luôn, gồm có 5 cái nhỏ và một cái lớn. Với kích thước của cái hũ lớn kích thước là 12 cm và chiều cao là 11, không tính nắp, nếu mà tính cả nắp thì là 15 là 16 rồi ạ. Còn hũ nhỏ thì kích thước một cái là trung bình là 8 và chiều cao của hũ nhỏ là 8.5 nếu mà chưa tính nắp nha các bác, còn tính cả nắp là 12. Thì một cái này mã là 6D, một hũ này thì em xin giao lưu các bác giá là 190.000. Còn nếu mà các bác lấy cả bộ cái hũ to này ạ, hũ to này thì giá sẽ là 380.000 đấy các bác. 380.000 hũ to. Đấy, thì em sẽ ưu tiên các bác lấy cả bộ nha các bác. Cả bộ tính ra là 5 cái là đi bao nhiêu nhỉ? 5 2 10 950 đúng không? 950.000 cộng với cả 380 đúng không con? 380 là đi vào 1 triệu 330 đấy, đúng không? Thì mã là 6D nha các bác. Các bác thích thì chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346 7189 ạ. Mã 7D ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một bộ gồm có một cái ấm trà nha các bác, một cái ấm trà men lam vẽ hoa đào và có lọc của nó là lọc tổ ong, triển là triển nắp nha các bác, trên nắp cũng được vẽ hoa văn cùng họa tiết luôn. Bộ cái ấm này thì dung tích rơi vào tầm 380ml nha. Kích thước miệng là 7.5 và chiều cao là 9 ạ. Đấy, 380ml đến 400ml nha các bác, còn mới. Và em nghĩ cái ấm này thì chắc là chưa qua sử dụng rồi. Đây, và cái cùng kèm theo là 4 cái thố như này, 4 cái thố. À quên, 3 cái thố nha các bác, 3 cái thố này có triện đáy luôn ạ. Các bác có thể dùng riêng hoặc là dùng cùng bộ cũng được. Mình hãm trà hay là mình chưng yến hay là ăn súp đều được hết nhá. Kích thước của nó là 8.5 miệng và chiều cao là 6 nha các bác. Mã là 7D thì một bộ này thì em xin giao lưu các bác giá là 450.000. Giá rất là ok luôn nha. Mã là 7D. Các bác chốt hoặc gọi điện cho em theo số Zalo 0346 7189 ạ. Mã 8D ngày hôm nay em có một chiếc bình sake. Chiếc bình này là dòng Kutani nha các bác. Kutani vẽ thư pháp và hoa là vẽ màu trắng vẽ nổi nha. Các bác thấy Kutani thì có rất nhiều màu như màu đỏ, màu xanh. Và đây là cái Kutani màu trắng nhá, vẽ thư pháp ở phần trên thân và có triện đáy nhá. Chiếc bình này các bác có thể dùng để đựng rượu ạ. Kích thước miệng là 4.5 và chiều cao là 13.5 nhá. Mã là 8D, chiếc bình này thì em xin giao lên các bác giá là 90.000. Mã là 8D các bác. Mã là 8D ạ. Mã 9D ngày hôm nay em có một bộ gồm có 3 set trà. 3 set trà họa tiết công chúa hoàng tử nha các bác. Xinh cực kỳ luôn ạ. Bộ này hàng của Italia nha các bác. Hàng Italia.
được vẽ vàng và vẽ họa tiết công chúa hoàng tử, hàng rất là sâu tuổi rồi, hàng xưa các bác cũng có chuyện đấy, và viền vàng còn rất là đẹp luôn nhá, còn nguyên vẹn, chưa phai chóc gì nhá, nó chỉ có phai theo thời gian thôi, những cái cốt là men nhá, phai theo thời gian nhưng nó không dạn nhá các bác, vô cùng là đẹp luôn. Cái nét vàng còn nguyên, kích thước là tách là 7.5 và chiều cao là 4.5 ạ. Và đĩa lót kích thước là 11.5 nhá. Thì mã là 9D, em có được 3 set nhá. Em xin giao lưu các bác, giá là 300.000 một set. Bác thích thì chốt cho em mã là 9D kèm số lượng. Em có được 3 set được ạ. 3 set. Để cho mẹ lên kệ. Để dưới này luôn. Mã 10D ngày hôm nay em xin giao lưu các bác một chiếc tô to đại luôn. Thì chiếc tô này thì em nghĩ nó gần giống như là cái chiếc chậu ấy. Hay mã cho mẹ đi. Nó gần như là giống cái chậu rửa mặt đấy các bác. To lắm ạ. Thì bên ngoài của nó là màu trắng sứ như này. Rất là dày nhá, cốt dày nặng lắm. Và bên trong hay là trên viền trên của nó thì được vẽ viền là viền màu đỏ. Và phần trung tâm của nó được vẽ rất là nhiều họa tiết. Đầu tiên là vẽ hoa, vẽ xe phú quý á. Vẽ hoa đào, hoa mẫu đơn. Và rất là nhiều hoa. Đấy, xung quanh có tông màu xanh và đỏ. Và xanh coban và đỏ các bác. Còn phần chính giữa của nó thì vẽ cái biểu tượng quạt, chiếc quạt nhá, và hoa mẫu đơn. Đấy, vô cùng là đẹp. Phần xung quanh của nó cũng được vẽ cùng họa tiết luôn các bác. Đẹp lắm ạ. Đấy, tiền còn rất là mới luôn. Cái chiếc này em đo kích thước các bác xem. Kích thước size là 28.5 nha quá. Size to bự luôn nhá. Và chiều cao là 8.5. Mã là 10D, em xin giao lưu với các bác. Chiếc tô này giá là 1.180.000 quá. Các bác thích thì chốt cho em mã là 10D theo số điện thoại của Zalo 0346774189 nhá. Thì vậy là hôm nay em đã giao lưu với các bác 10 món rất là tâm đắc nhờ. Em vừa về nhá. Em mất tiếng rồi. Thì em xin chúc các bác có một ngày thật là nhiều niềm vui, công việc thuận lợi và giữ gìn sức khỏe ạ. Em cảm ơn các bác ạ. Em tạm biệt các bác nha.